mơ thấy bà bầu đánh con gì chiêm bao thấy bà bầu điểm báo gì. Ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần trong đời mơ thấy chuyện bầu bí. Hình ảnh đó đôi khi diễn ra với chính mình hay bạn bè, người thân, hàng xóm, ngoài đời thực, có thai là tín hiệu đáng mừng với những cặp đôi mong ngóng con cái, vậy còn trong giấc mơ thì sao, mơ thấy bà bầu là điểm tốt hay xấu. Để biết được câu trả lời thì cùng giải mã giấc mơ đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thật ra, bản chất của giấc mơ chính là tái hiện lại những hình ảnh trong bộ não của chúng ta trong quá khứ ban ngày chúng ta suy nghĩ gì nhìn thấy gì trò chuyện với những ai thì rất có thể những yếu tố có liên quan đó đều dễ dàng xuất hiện trong giấc mơ ngoài ra cũng không loại trừ khả năng bạn chiêm bao thấy bà bầu vì bản thân và gia đình đang mong ngóng thiên thần nhỏ mong muốn ấy lớn đến nỗi ám ảnh vào trong giấc mơ của bạn mơ có bầu là tốt hay xấu nằm mơ thấy người quen người khác mang bầu tưởng chừng như không hề liên quan tới bạn nhưng nó đang ám chỉ một điều gì đó và tùy thuộc vào tình huống hoàn cảnh của giấc mơ mà ta có thể giải mã được giấc mơ đó mang điểm báo tốt hay xấu. Mơ thấy bà bầu đẻ ông bà ta hay có câu, đàn ông vượt biển có đôi đàn bà vượt cạn đơn côi một mình. Câu thành ngữ ấy nhằm nhấn mạnh về sự khó khăn, vất vả mà người phụ nữ phải trải qua trong quá trình sinh nở. Để, vượt cạn, thành công, người mẹ phải chuẩn bị rất nhiều công đoạn, từ sức khỏe đến cả tâm lý. Nếu bạn nằm mơ thấy bà bầu đẻ thì nó ngụ ý rằng bạn nên có sự chuẩn bị thật kỹ càng trong tương lai những khó khăn và thử thách có thể đang đến rất gần đấy. Hãy cẩn thận hơn nào. Nằm mơ thấy bà bầu chết giấc mơ này thường không mấy tốt đẹp nhưng bạn có thể thử ngay vận may tài lộc cho bản thân bằng những con số như 06, 10 tương ứng với việc nằm mơ thấy bà bầu chết, mơ thấy phụ nữ có bầu. Mơ thấy bà bầu bị ngã, mơ thấy bà bầu bị ngã cho thấy gần đây trong lòng bạn có nhiều điều bất mãn không thể nói ra, hành động bà bầu ngã chứng tỏ sự cạnh tranh với đồng nghiệp cũng như các mối quan hệ và những thị phi bạn đang bùa vây bạn nằm mơ thấy người quen có bầu nằm mơ thấy người quen có bầu chứng tỏ bạn và người mang thai đó rất thân thiết đó có thể là một người thân trong gia đình là một người bạn hoặc là một người đồng nghiệp bạn và người đó luôn có sợi dây gắn kết về tình cảm hai người luôn tâm sự chia sẻ những buồn vui cho nhau luôn cảm thông và rất ít khi xảy ra hiểm khích mơ thấy bà bầu đau đẻ nếu bạn là một người phụ nữ và mơ thấy bà bầu đau đẻ thì điều này chỉ ra mong muốn của bạn về việc mang thai và bắt đầu có một gia đình đồng thời giấc mơ này cũng chỉ ra rằng các công việc của bạn sẽ khó khăn ở phía trước Giấc mơ về đau đẻ cũng nói rằng bạn cần điều chỉnh lại sức khỏe cũng như công việc của mình trong cuộc sống. Mơ thấy bà bầu bị tai nạn, mơ thấy bà bầu bị tai nạn là điểm gì? Nếu bạn gặp phải giấc mơ này thì nó là một điểm báo cho việc bạn đang chạy theo những điều không đáng. Nếu bạn là nữ thì đây có thể là một cảnh báo về việc sức khỏe bạn đang bị tụt dốc. Mơ thấy bà bầu sảy thai, mơ thấy bà bầu sảy thai, điều này có nghĩa là cuộc sống của bạn sắp có nhiều thay đổi. Nó báo hiệu việc bạn đang bị động và đang không kiểm soát được bản thân hoặc cuộc sống của mình mọi chuyện đang thay đổi không như bạn mong muốn và điều này làm bạn lo lắng, chán nản muốn buông bỏ. Mơ thấy bà bầu đánh con gì thấy bà bầu mang thai con trai, 19, 43. Thấy bà bầu mang thai con gái, 31, 51. Thấy bà bầu sắp sinh, 32, 59. Thấy bà bầu ốm ngén, 05, 48. Thấy bà bầu cho con bú, 02, 84. Chiêm bao thấy bà bầu 10, 50. Chiêm bao thấy nhiều bà trừ 18, 22. Chiêm bao người quen có bầu 68, 78. Chiêm bao thấy người lạ có bầu 29. Chiêm bao thấy chị gái có bầu 74, 65. Chiêm bao thấy em gái có bầu 79. Chiêm bao thấy mẹ mình có bầu 65, 75. Chiêm bao thấy bà bầu bị tai nạn 11.